Luật thuế như thế nào đó thì thôi, đó là cái chính sách của Quốc hội, của chính phủ, ta không đi vào chi tiết. Nhưng mà nộp thuế là quan trọng. Nhưng mà đa phần cái tâm lý con người rất ngại nộp thuế. Ai cũng sẵn sàng trốn thuế. Nhưng mà nếu ta không thực thi nghĩa vụ nộp thuế thì làm sao ta có được đường xá rộng rãi, trường học, bệnh viện, cây xanh trong lành, mọi thứ đó. Nên ta muốn có mọi điều tốt đẹp thì vui lòng nộp thuế. Nên cái nghĩa vụ nộp thuế này rất là quan trọng, mọi người phải quán triệt cho bằng được. Quỷ thần thiên động ơi, bây giờ đi tu lạ quá anh em. Đi tu giờ không có giảng pháp nữa, không có thuyết pháp nữa, mà bây giờ đi chuyển qua thiết thế luôn rồi. Thầy ơi, thế á là tụi con ở đây biết nha, tụi con biết đóng mà không đóng á, nhà nước người ta cũng xuống người ta lấy thuế à. À, còn mà không thống thuế á, nhà nước người ta phạt sao thầy, đúng không? Cái đó thầy yên tâm nha, thầy lo thuyết pháp đi, thuyết pháp đi nha. Thầy ơi, hết bàn chuyện quan hệ vợ chồng rồi, hết bàn chuyện trần tục, bây giờ chuyển qua tới thuế luôn rồi. Thuế nè, thuế là tụi con biết, tụi con biết thầy, thầy tụi con kinh doanh buôn bán tụi con biết ha, tụi con buôn bán tụi con nộp thuế tụi con biết nha. Không nộp thuế người ta cũng xuống người ta đòi, không mà mình đòi người ta đòi mà mình không đóng là nhà nước người ta phạt nha thầy. Mà thầy cho con hỏi ở trong đó có nộp thuế không thầy? Ở trong đó có nộp thuế không, chứ đó giờ con không biết là ở trong đó có nộp thuế không. Ở trong đó có nộp thuế không anh em hả? Ở trong chùa có nộp thuế không mình không biết nữa, anh em cho mình biết nha. Cảm ơn anh em.